chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, một chiếc đồng hồ được thiết kế nhỏ gọn, xinh xắn, có thể giúp bạn gọi điện bằng hình ảnh cho con, nắm được vị trí chính xác của con đang ở đâu và có thể hỗ trợ kịp thời trong những tình huống nguy cấp. Đó là sản phẩm như thế nào và những thông tin cụ thể về sản phẩm này sẽ có trong mục tiêu dùng thông thái ngày hôm nay. Phần cuối chương trình trong mục cơ hội giao thương, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về các sản phẩm gạch ngói của gốm đất Việt tại thị trường tỉnh Hưng Yên và lý do tại sao dòng sản phẩm gạch ngói của gốm đất Việt lại được tin tưởng sử dụng tại thị trường tỉnh Hưng Yên. Còn bây giờ sẽ là những tin tức tài chính thị trường chúng tôi vừa cập nhật. Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tiếp nhận cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án vào các khu công nghiệp. Trong đó có 12 dự án đầu tư trong nước và 3 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 1.387 tỷ đồng và khoảng 40 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, tiếp nhận cấp giấy chứng nhận điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 23 dự án, gồm 16 dự án đầu tư nước ngoài và 7 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm khoảng 194 triệu đô la Mỹ và khoảng 702 tỷ đồng. Hiện nay Hưng Yên có 13 đơn vị đăng ký kinh doanh vận tải. Vừa qua, Sở Giao thông Vận tải đã ban hành công văn đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải xem xét điều chỉnh giảm giá cước do thời gian qua giá xăng dầu đã giảm liên tiếp 5 lần. Việc thực hiện kê khai giảm giá cước đảm bảo theo quy định đối với các đơn vị thời gian vừa qua có kê khai tăng giá cước do biến động tăng giá nhiên liệu đầu vào. Dự kiến các đơn vị này sẽ giảm từ 7 đến 13% giá cước. Sở Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 31 tháng 8. Trong kỳ điều chỉnh mới vào giữa tháng 8, nhiều doanh nghiệp thép như Hòa Phát, Imoda, Việt Ý tiếp tục hạ giá bán với mức giảm trung bình từ 290.000 đến 510.000 đồng một tấn, chưa bao gồm thuế VAT. Như vậy, tính từ ngày 11 tháng 5 đến nay, giá thép đã có 14 lần giảm và hiện dao động từ 14 đến 15 triệu đồng một tấn tùy loại thép và thương hiệu. Giá xi măng tiếp tục neo cao dù nhiều doanh nghiệp chật vật bán hàng. Hiện nay giá xi măng các loại đang ở ngưỡng 1,6 đến 1,7 triệu đồng một tấn, duy trì mức tăng giá 400.000 đồng đến 500.000 đồng một tấn. Từ đầu tháng 5 đến nay vẫn chưa giảm. Giá xi măng vẫn tiếp tục neo ở mức cao do phần lớn nguồn cung than trong ngành xi măng đến từ nhập khẩu khiến chi phí sản xuất tăng. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, chỉ 6 tháng đầu năm nay, lượng tiền mới người dân gửi vào hệ thống ngân hàng lên tới gần 320.000 tỷ đồng, gần gấp đôi so với mức tăng dòng của cả năm 2021. Lãi suất huy động phổ biến ở mức 3,41% đến 3,9% với kỳ hạn dưới 6 tháng, 3,75% đến 6,27% với kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Mức tăng lãi suất phổ biến từ 0,03 đến 0,13%, lãi suất tăng nhẹ trong bối cảnh các kênh đầu tư khác nhiều rủi ro hơn đã hấp dẫn dòng tiền vào hệ thống ngân hàng, làm cải thiện khả năng cung ứng vốn của các ngân hàng. Từ ngày 10 tháng 8 năm 2022, khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, gia đình có tài khoản thẻ tại Vietinbank có thể nộp thuế điện tử trên ứng dụng eTax Mobile của Tổng cục Thuế. Để nộp thuế điện tử, người dùng chỉ cần có tài khoản hoặc thẻ tại Vietinbank là có thể nộp thuế ngay trên eTax Mobile chỉ trong vài phút. Hiện tại các loại thuế điện tử người dùng có thể nộp gồm thuế cá nhân và lệ phí trước bạ. Các loại thuế khác dự kiến sẽ được Tổng cục Thuế tiếp tục mở rộng triển khai trong thời gian tới. Quý vị, nhỏ gọn và xinh xắn với những tính năng như nghe gọi định vị và phát tín hiệu khẩn cấp khi có những nguy hiểm xảy ra là đặc điểm rất nổi bật của một chiếc đồng hồ đeo tay thông minh, cũng là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các gia đình để có thể theo dõi, giám sát và hỗ trợ các em nhỏ khi có những bất trắc xảy ra. Đây cũng là gợi ý của chương trình dành cho các bậc phụ huynh khi mà chúng ta muốn dành tặng một món quà cho con em mình trong dịp năm học sắp đến. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ tư vấn viên Dương Khánh Duy. Anh sẽ là người tư vấn để giúp quý vị khán giả có thể lựa chọn được một chiếc đồng hồ đeo tay thông minh phù hợp cho con em mình. Vâng, xin chào anh Duy ạ. Anh Duy ơi, khi mà chúng ta sở hữu một chiếc đồng hồ đeo tay thông minh thì chúng ta sẽ đem lại những tiện ích như thế nào? Phụ huynh thì không thể lúc nào cũng ở bên cạnh con cái để bảo vệ và theo dõi từng ngày được. Đồng hồ thông minh là một sự lựa chọn phù hợp mà phụ huynh dành cho trẻ em. Ngoài tính di động cao ra thì nó rất thuận tiện cho việc liên lạc, bảo vệ trẻ em. Tính năng thứ nhất là cài đặt vùng an toàn, định vị bé, xem bé đang ở đâu. Tính năng thứ hai, quay video, gọi video cho bé để biết được bé đang làm gì và bé có ổn không.
Ngoài ra đó thì có thêm tính năng nữa là tính năng theo dõi hoạt động của bé, ví dụ như là đếm bước chân, theo dõi thể dục hàng ngày. Vâng thưa anh, vậy thì tiêu chí nào giúp chúng ta chọn lựa được một chiếc đồng hồ đeo tay thông minh phù hợp với trẻ ạ? Phải nghe gọi được này và định vị chính xác. Đấy là cái tiêu chí cần thiết nhất đối với đồng hồ định vị trẻ em. Đa phần với những cái đồng hồ dòng đồ thông minh bây giờ thì đều có hỗ trợ 4G, thế nên khả năng kết nối nó sẽ rất là nhanh. Và sai số bây giờ cũng sẽ rất là thấp hơn so với trước. Đa số những dòng đồng hồ thông minh bây giờ hiện tại thì đều có camera. Thì qua đó thì phụ huynh có thể biết được là các cháu đang làm gì, đang ở cùng với ai. Còn những cái tính năng ví dụ như là cài đặt vùng an toàn, trò chơi hoặc là nuôi thú cưng như vậy thì nó chỉ là những tính năng phụ thôi. Lựa chọn những cái đồng hồ hàng chính hãng thì kết nối hay là việc sử dụng rất là thuận tiện, rất là dễ cho bé. Ngoài ra đó thì mình cũng được bảo hành chính hãng 1 năm trên toàn quốc. Vâng thưa anh, vậy thì ở phân khúc tầm trung thì chúng ta có thể sở hữu những chiếc đồng hồ đeo tay thông minh nào ạ? Dòng sản phẩm đồng hồ thông minh cho trẻ em sẽ dao động trong tầm khoảng từ 400.000 với những cái sản phẩm đời cũ và dao động lên khoảng 2.500.000 tùy tính năng và nhu cầu sử dụng của khách hàng. Trong cái phân khúc tầm trung này có rất là nhiều hãng để khách hàng có thể lựa chọn. Ví dụ như là dòng MyKit Super Hero 4G của Mattel này. Ngoài ra thì là ta còn có thêm dòng Wallet, một vài sự lựa chọn khác nữa, ví dụ như là dòng của Dapao là cũng rất là tốt, dao động trong tầm khoảng từ 1.500.000 đến 2.000.000. Vậy thì khi sử dụng sản phẩm này thì chúng ta cần lưu ý những điều gì ạ? Do là đồng hồ trẻ em chỉ có tính năng kháng nước chứ không chống nước, khi mà bé sử dụng thì cần lưu ý là có thể đi mưa hoặc có thể rửa tay, nhưng tuyệt đối là không nên mang đi bơi hoặc mang đi tắm hoặc là ngâm nước, cũng nên là tránh va đập. Chúng ta chỉ cần chú ý một chút về vị trí tiếp xúc sạc thôi. Đó. Tránh để bụi bẩn hoặc rỉ sét thì chúng ta vẫn phải sử dụng lâu dài được. Cảm ơn anh Duy về những chia sẻ vừa rồi và mong rằng từ những gợi ý của chương trình thì quý vị khán giả có thể lựa chọn được cho con em mình một chiếc đồng hồ đeo tay thông minh phù hợp ạ. Thưa quý vị và các bạn, với mạng lưới hơn 160 đại lý chuyên cung cấp các dòng sản phẩm gạch ngói chất lượng cao thì gốm đất Việt là một thương hiệu được rất nhiều người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tin tưởng lựa chọn. Tự hào là dòng sản phẩm mang thương hiệu đất sét nung Việt Nam, các sản phẩm của gốm đất Việt chinh phục người tiêu dùng với nhiều yếu tố như sự bền đẹp, chế độ bảo hành nhiều ưu đãi hấp dẫn cũng như là yếu tố văn hóa trong từng sản phẩm. Và trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với phóng viên tìm hiểu rõ hơn về điều này tại các công trình đang thi công sử dụng các sản phẩm của gốm đất Việt cũng như là tại hệ thống đại lý của gốm đất Việt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Và người đồng hành với chúng tôi ngày hôm nay là anh Nguyễn Thanh Sơn, đại diện nhà phân phối gốm đất Việt tại thị trường tỉnh Hưng Yên. Vâng, xin chào anh Sơn ạ. Xin chào ông anh, xin chào toàn thể khán giả. Hiện tại tôi cũng chuẩn bị mang sản phẩm gốm đất Việt đến một công trình dùng sản phẩm của gốm đất Việt. Xin mời Ngọc Anh và quý vị đi trải nghiệm cùng chúng tôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về gốm đất Việt tại các công trình đang thi công thì được người tiêu dùng lựa chọn tin tưởng như thế nào. Qua lên cái đại lý của anh Nguyên. Vâng. Đấy, thì anh giới thiệu nên dùng cái hãng này. Đấy, thế thì bắt đầu từ đó lại đi tham khảo. Thế nó bắt đầu mới thấy thế là cái chất lượng của nó quá tuyệt vời thì mình dùng. Đấy, nếu mà lợp trên mái nó rơi vào trên 300 m², tôi sử dụng toàn bộ cái này hết. Ngói đất Việt hết. Nó tuyệt vời, cái thứ nhất là nó đẹp, nó không bị dạn nứt. Cái thứ hai nữa là mình muốn là nó độ khoảng dày dặn mà đi lại thoa hồ. Đấy, nó là cái chỗ ấy, nó mát, đập nó mát. Nó khít, nó bền, nó chắc, mà này là cái viên của nó dày dặn. Hai nữa là cái độ lung của nó chính xác cao. Đấy, hai là cái độ bền của nó là thích cái nó đẹp mà đẹp màu, nó trắng men này. Các bác thợ thì nói về độ khít của nó như thế nào? Khít của nó thì hơi cực chuẩn. Nếu nói về độ mà mưa hắt thì không bao giờ hát tới rồi. Đấy, có qua một cái trận mưa to rào ấy, nên mình xem thực tế tiếp thì là bắt đầu mới biết là cái độ chính xác của nó là cao, độ bền của nó. Đấy là tôi tời lên mà quay như là bị đứt quang, thế mà rơi xuống như là nói chung là không nói mà vẫn không ảnh hưởng gì đến đấy, về chất lượng vẫn như nguyên. Từ đời các cụ giờ là cứ đất lung đất Việt hoặc là như sành sứ mình nung lên thì cái gì là mình thấy là theo cổ truyền là gần như là bền chắc. Mình mới thế là mình thích về cái sản phẩm ấy. Vâng, đó chính là những phản hồi từ phía khách hàng đang sử dụng sản phẩm của gốm đất Việt để hoàn thiện cho ngôi nhà của mình. Và chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với anh Nguyễn Thanh Sơn để tìm hiểu rõ hơn về những sản phẩm của gốm đất Việt tại thị trường tỉnh Hưng Yên ạ. Trên thị trường Hưng Yên nói riêng và trên cả nước nói chung là sản phẩm gốm đất Việt rất là đa dạng. Hiện tại ngói thì có sản phẩm ngói 22 viên, 20 viên, 16 viên trên mét vuông, đấy là những sản phẩm truyền thống. Đặc biệt thời gian vừa qua thì nhà máy đã nghiên cứu để ra một cái loại dòng sản phẩm mới, đó là ngói Eurotile 9 viên, ngói mẫu mã của châu Âu, sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhất Việt Nam và Đông Nam Á.
sản xuất trên dây chuyền công nghệ tự động, nghiền khô siêu mịn. Tất cả các sản phẩm của gốm đất Việt đều được bảo hành không dưới mốc trong vòng 30 năm. Đấy, riêng về ngói, còn gạch đây bạn nhìn thấy là bề mặt rất chi là mịn, màu sắc thì tươi, âm thanh thì trong chắc. Sản phẩm cũng rất chi đa dạng về kích cỡ, chủng loại và màu sắc. Vậy thì với dòng gạch của gốm đất Việt thì sẽ ưu việt hơn so với những dòng gạch khác trên thị trường như thế nào? Sản phẩm của về bên gạch cốt tô so với sản phẩm khác là độ thấm hút nước thấp, bề mặt không bị mài mòn trong thời gian và đặc biệt là không dính mốc. Với các sản phẩm ngói thì như thế nào ạ? Có sự khác biệt ra sao ạ? Ưu việt hơn là một là một trong những sản phẩm đất lung có phiếu bảo hành không dính mốc duy nhất ở Việt Nam. Chất lượng được khẳng định là số 1 Việt Nam. Và đặc biệt nữa là hình thức, mẫu mã và về chất liệu thì công ty gốm đất Việt đều sử dụng những loại chất liệu tốt nhất trên thị trường. Vậy thì mức giá cụ thể của các dòng sản phẩm của gạch ngói đất Việt là như thế nào ạ? Các cái dòng sản phẩm nó rất chia đa dạng thì giá nó cũng có những cái mức giá khác nhau tùy thuộc vào chủng loại và tùy thuộc vào màu sắc của ngói. Ví dụ như ngói 20 viên trên thị trường hiện nay nó khoảng dao động khoảng 11.000 đồng một viên. Và sản phẩm ngói men màu đây thì nó rơi vào khoảng trên 300.000 đồng mét vuông. Còn với các sản phẩm gạch thì như thế nào ạ? Sản phẩm gạch thì hiện tại dao động tùy vào kích cỡ và màu sắc, thì như gạch cốt tô 400 dao động khoảng 60.000, gạch cốt tô 500 dao động khoảng 80.000 mét vuông. Thưa anh, là nếu như bà con muốn sử dụng các sản phẩm của gốm đất Việt để hoàn thiện cho ngôi nhà của mình thì sẽ tìm đến những địa điểm nào để mua được ạ? Hiện tại ở thị trường Hưng Yên thì có khoảng 160 hệ thống nhà phân phối của sản phẩm gốm đất Việt. Khi bà con có nhu cầu dùng đến thì xin bà con đến với những cửa hàng giới thiệu sản phẩm gần nhất hoặc điện thoại theo số điện thoại tư vấn khách hàng của chúng tôi 0968 112 336. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng nói của hệ thống đại lý gốm đất Việt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ạ. Mình đã lựa chọn và kinh doanh cái sản phẩm gốm đất Việt đã hơn 10 năm nay rồi. Và sự phản hồi của các khách hàng khi mà sử dụng các sản phẩm của gốm đất Việt là như thế nào? Sự phản hồi của bà con đối với cái sản phẩm gốm đất Việt thì là rất tích cực và rất tốt. Chính vì vậy mà bà con rất là tin tưởng và sử dụng sản phẩm gốm đất Việt. So với các sản phẩm khác thì sản phẩm gốm đất Việt nó vượt trội hơn các sản phẩm rất là nhiều luôn. Bà con mà đến với cái công ty của mình mà để sử dụng gốm đất Việt thì nó khoảng 7-80%. Thưa quý vị và các bạn, như vậy có thể thấy rằng với các yếu tố về bền đẹp, đa dạng về mẫu mã, chất lượng không rêu mốc và chế độ bảo hành ưu đãi thì gốm đất Việt đã và đang chinh phục rất tốt người tiêu dùng tại thị trường tỉnh Hưng Yên. Và cũng chính từ lời khẳng định của các khách hàng thì có thể thấy rằng những sản phẩm từ đất sét nung Việt Nam luôn là sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam. Và đây cũng chính là yếu tố mà tổ hợp công ty cổ phần gốm đất Việt đã và đang làm rất tốt để phát triển nghề truyền thống của dân tộc Việt Nam, đó chính là đất sét nung. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự thực tế vừa rồi đã khép lại tạp chí Kinh tế Phố Hiến tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mọi ý kiến góp ý xin được gửi về địa chỉ hòm thư tạp chí Kinh tế Phố Hiến a@gmail.com hoặc qua số điện thoại 0363 089 089. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn sự đồng hành của tổ hợp công ty cổ phần gốm đất Việt, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên và công ty Bảo Việt Hưng Yên. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20:15 thứ bảy tuần sau. Nơi linh khí ngàn năm góp muôn phần tâm huyết, chất lọc mỗi giá trị, tôi luyện những tinh hoa, nâng cao tầm công nghệ, tự hào cùng sản phẩm, vươn xa đến muôn nơi, dựng xây công trình mới. Gốm đất Việt, gạch ngói không rêu mốc, tự hào đất sét nung Việt Nam.